có ra bắt với anh ấy không? Dạ, thiền theo lái, gái theo chồng, mà anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Không có cái mùi hôi dưới cánh tay à? Tức là ngoài Bắc mình gọi là gì ta? Tiếng phổ thông gọi là hôi nách đấy. Thôi chút tự bên kia kiểm tra đi. Tại vì biết em thích sự dịu dàng ngọt ngào, lúc nào cũng dịu dàng với em hết. Khi mà nói chuyện với người khác thì lại lớn tiếng lên. Các em nghĩ là trời, cái người này là nóng tính à, không có ngọt ngào gì hết trơn à. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi ha. Mình giới thiệu lớn lên, mặc dù là nó cách cái rào. Mời bạn trai. À, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và chào cùng em, toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Văn Bốn. Em đến từ Ninh Bình. Năm nay em 33 tuổi. Ủa, Bốn làm việc ở đâu? À, hiện tại em đang công tác tại tập đoàn Simex. Em đang làm cho chi nhánh ở Ninh Bình và Hà Nội. Ở Ninh Bình luôn? Dạ, chủ yếu là Ninh Bình ạ. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Huyền Linh, chào anh ở bên và chào quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thu, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là giáo viên tiếng Nhật ở Nhật ngữ UPCC Bình Dương ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Ồ, thế thì sao? Em nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của bạn kia? Dạ thì em thích con trai miền Bắc ạ. Thành ra là các bạn yêu cầu thích con trai miền Bắc, chúng tôi đã có con trai miền Bắc. Ví dụ như nếu mà các bạn đến với nhau thì bạn có ra Bắc với anh ấy không? Dạ, thiền theo lái, gái theo chồng, mà anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em trai, điểm mạnh, điểm yếu là như thế nào? Cũng giống như cái tên của em thôi ạ. Có bốn tính cách của em là trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành ạ. Bốn tính cách. Rồi còn có điểm yếu gì không Bốn? Cũng nhiều lắm ạ. Cũng bốn điểm yếu luôn hả? Nhiều hơn ạ. Tắm lâu chẳng hạn. Khoảng bao lâu? Chắc tầng tiếng trở lên á. Trời ơi, chắc hao nước lắm à. Và... ở miền Bắc mà mùa lạnh mà em tắm lâu kiểu đó là gặp nó ông bà luôn sớm á. Luôn á. Ừ. À, có đèn sưởi rồi ạ. Ăn chậm nữa. Cô ăn bao lâu? Nếu mà có đông người thì ăn cũng lâu lâu, mà có một mình thì càng lâu ạ. Có một mình chắc phải tiếng ạ. Trời ơi, một ngày tắm 2 lần là 2 tiếng, ăn 3 lần là 3 tiếng, là 5 tiếng. Thời gian đâu mà làm việc? Em nghe cái em có bị hết hồn không? Thì em cũng tắm lâu, nhưng mà lâu khoảng nửa tiếng thôi. Anh lại gấp đôi, là em thấy là chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em hết. Chắc rồi. Về nhà hai đứa mà nữa có cưới nhau về chắc xây hai cái phòng tắm quá. Thiệt á, rồi em mạnh ăn lâu nói tắm. Dạ thì cũng không đến mức như anh đâu ạ. Dạ. Rồi giờ sao? Rồi em điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu là gì? Dạ em thì em dễ gần, dễ phát triển ạ. Sống tình cảm nội tâm. Công việc nội trợ hay là việc ngoài xã hội do giảng dạy thì em, khi mà em làm cái gì thì em điềm đảm nhận rất là tốt. Rồi biết nấu ăn món Bắc không? Dạ không. Thích bạn trai Bắc mà lại không biết nấu ăn món Bắc. Nhưng mà anh có thể dạy em không ạ? Được ạ, anh cũng biết một chút về nấu ăn. Nhưng mà anh cũng thích ăn kiểu miền Nam. Bởi vì anh cũng đã có thời gian làm việc ở trong này 4 đến 5 năm. Ồ, vậy thì thoải mái rồi. Em hay nói cho đàn gái biết là em có mấy mối tình rồi? Cơ bản thì em có trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là trải qua hơn 1 năm. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 1 năm. Mà bạn gái đầu tiên thì em cảm thấy bạn ấy muốn em yêu nhiều hơn. Khi mà em chỉ cần hơi chậm lại một chút thì bạn ấy buông tay rồi. Người thứ hai thì bạn ấy quyết định đi sang bên kia với bố, bên Hàn Quốc với bố, nên là chia tay. Rồi còn em? Thì cái lý do mà em tham gia chương trình cũng như là cái điểm của em là không biết vì sao mình ế. Em mà ế hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em có 2 mối tình. Em quen một anh được 5 năm và 2 năm. Mà sao lại chia tay? Dạ là thời gian quen lâu thì đa số ngành là chỉ có như là một cái thói quen chứ không có còn quan tâm nồng nhiệt như thở ban đầu. Người thứ nhì là do không có hợp tuổi, gia đình phản đối quá. Cái điều mà em không thích nhất là cái điều gì ở người đàn ông? Gia quyền ạ. Gia trưởng đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà con trai miền Bắc thường là gia trưởng đó. Anh ơi, anh thì sao anh? Anh không gia trưởng đâu. Anh có một chút quyết đoán chứ anh không gia trưởng. Dạ. Nói chung anh thế nào cũng được, nhưng mà những việc lớn trong gia đình chẳng hạn thì anh cũng sẽ có bàn bạc qua với ý kiến của mọi người. Rồi còn điều gì nữa? Tiếp theo đó là
không có cái mùi hôi dưới cánh tay à? Tức là ngoài Bắc mình gọi là gì ta? Tiếng phổ thông gọi là hôi nách đấy. Thôi chút từ bên kia kiểm tra đi. Anh Nguyễn Linh kiểm tra giúp em đi cho cái độ tinh chính xác nó cao hơn ạ. À. Trời ơi. Nhiều khi em mùi quá em không có ngửi ra được. Anh chưa thấy có gì gọi là lạ hết chứ, yên tâm em. Ủa em có mong muốn bạn của mình phải đẹp trai, phải cao to? Nói chung về ngoại hình là phải đẹp à? Thì cao trên 1m65 là được. Cao trên cao mét như vậy cưng? Dạ, em cao 1m65 ạ. Chuẩn luôn. Dạ, chuẩn luôn ạ. Thức đi bộ đội đấy ạ. Em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn gái là thấu hiểu mình, cảm thông, cả hai người đều hiểu được cái cách mà mình đã lớn lên ở cái giai đoạn nhỏ như thế nào ấy. Qua coi đàn gái hơi sao bị nha. Hơi ngon lành đó. Ờ. Dạ em chào anh. Ồ, chào em gái xinh xắn. Nếu bây giờ hai bên mà hợp với nhau, hiểu với nhau thì khoảng bao lâu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ em hỏi anh ấy một câu có được mà. Hỏi đi em. Anh ơi. Anh nghe rồi. Trong năm nay anh đã sẵn sàng đến với hôn nhân không ạ? Anh sẵn sàng rồi. Dạ em cũng sẵn sàng ạ. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với anh họ và anh rể ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Qua chương trình thì nãy giờ em cũng thấy hai bạn trên nói chuyện với nhau. Thì qua đây thì anh cũng nói sơ về em của anh trước cho bạn gái cửa được biết. Bốn rất là chịu khó và có sự nhiệt tình. Và nhất là trong vấn đề tình cảm thì rất là trung thực, chân tình. Vốn là con út trong gia đình, trong nhà. Như vừa rồi em mới nói là nếu mà em sẽ theo chồng về làm dâu thì anh tiện đây anh cũng nói luôn một điều để cho em yên tâm hơn. Người Bắc rất là quý nàng dâu, nhất là người miền Nam. Chắc chắn là được, luôn luôn được cưng chiều. Bốn ơi, thì anh thấy cô gái bên này thì rất là dễ thương. Hai nữa thì qua giới thiệu thì người Bình Dương là cũng một cái địa bàn ngày xưa em công tác làm việc trong này, em cũng rất va chạm rất nhiều Bình Dương. Còn nếu mà em có nhà ý thì mình về Bình Dương theo bà xã về Bình Dương ở cũng được, cái đó rất là tốt. Dạ, rồi em cảm ơn chương trình ạ. Hay quá. À, cảm ơn. Rồi em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại hai chị họ. Anh ruột hả? Dạ anh ruột ạ. Con xin chào chú Hoài Linh, cô Hồng Vân. Theo con nhận xét là thấy anh bên đây cũng được, thật thà. Nói chuyện rồi cũng dễ nghe. Thôi em gái mở lòng cho người ta đi. Trời ơi. Thôi mở lòng. Chào em. Dạ em chào anh. Có bông hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cái này anh mua để khi nào em đi máy bay ra thăm anh chẳng hạn thì yeah. Em sẽ đỡ mỏi cổ hơn. Dạ anh có rồi. con tặng quà cho thì hôm nay em tặng anh, mong là anh cảm ơn. Để bình an luôn ạ. Cảm ơn em. Ở trong đó có số điện thoại của em, anh gọi cho em nhé. Cảm ơn em. Em có gì muốn hỏi anh không? Tối qua anh ngủ có ngon không ạ? Cũng ngủ rất muộn nhưng mà cũng hơi hồi hộp, không được ngon lắm. Dạ em thức hình như gần hết cả đêm á anh. Anh hồi hộp quá, em hỏi anh. Dạ. Cảm nhận cô gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Dạ thì em muốn hỏi anh là như vấn đề về mà hai miền Nam Bắc á thì sẽ có khác về nhiều mặt, phong tục, về tập quán, về sinh hoạt. Thì nếu mà em về quê mình sống á thì theo anh nghĩ là có những cái mặt khó khăn gì đối với em không ạ? Anh nghĩ là không có khăn gì nhiều. Thứ nhất là gia đình anh ở trong miền Nam này, anh em cũng rất là nhiều. Yeah. Anh thì cũng đã từng sống ở trong này. Về yeah. món ăn thì các thứ thì anh cũng hiểu. Yeah. Cái thứ hai nữa là chị của anh thì cũng có về ngoài đấy công tác rồi. Anh sẽ nhờ chị giúp đỡ em. Và anh cũng sẽ giúp đỡ em trong vấn đề về giao tiếp hoặc nấu ăn để làm sao em có thể hiểu hơn về người Bắc. Người Bắc thì trước đây mọi người nghĩ là hơi ra trường hoặc là hơi khó, nhưng mà anh nghĩ bây giờ thì không như vậy nữa rồi, mọi người cũng rất là hòa đồng với nhau rồi. Em cảm nhận về anh này như thế nào? Dạ thì em thích con trai miền Bắc là tại vì cái giọng nói cảm giác là lôi cuốn, trở ràng, trầm ấm. Rồi bàn tay anh có đẹp không ạ? Đưa liền, lấy liền. Tới gần luôn. Đưa cho người ta coi bàn tay của mình nè. Em thử coi bàn tay.
Dạ. Có đẹp không? Dạ, dạ được ạ. Cô trước thì bàn chân, cô này thì bàn tay. Thì nếu như mà bắt đầu thì khoảng một tuần hoặc là một tháng thì anh có thể đến Bình Dương thăm em được bao mấy lần ạ? Nếu mà anh có thể sắp xếp tranh thủ được thì có thể một tháng sẽ vào thăm em một lần. Chị anh làm bên ngành du lịch thì anh có thể nhờ chị hỗ trợ về cái phương tiện đi lại ấy, thì để em cũng có thể ra ngoài đấy thăm anh được. Nghĩa là em ra thăm anh là em sẽ được đi máy bay thường xuyên đúng không anh? Dạ được, được. Nói nghe nè, em có phải là người kỹ tính không? Dạ rất rất luôn ạ. Những cái cụ thể về cái vấn đề em kỹ tính như thế nào thì đang cho bạn hiểu được mình hơn. Có cái tính là hay quan sát, hay xét mét. Nếu mà sau khi mà cảm nhận xong cái bắt đầu suy nghĩ. Vậy ví dụ như là lúc cũng có tìm hiểu về trường hợp. Tại vì biết em thích sự dịu dàng ngọt ngào, lúc nào cũng dịu dàng với em hết. Khi mà nói chuyện với người khác thì lại lớn tiếng lên. Các em nghĩ là trời, cái người này là nóng tính à, không có ngọt ngào gì hết trơn à. Bỏ bớt cái đó đi, anh nghĩ rằng cái sự đa nghi soi xét đó nó sâu quá, nó khổ mình đó. Giao lưu văn nghệ cái đi. Em có thể hát bài Biển Tình. Dạ. Tay lạnh ngắt vậy? Rung á cưng. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vườn ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Hay quá. Trời, rất là ngọt ngào luôn. Tại anh ngắt mà rung nữa. Rung nữa. Đúng, nhưng mà cái đôi mắt người ta vẫn xoáy vào mắt của em. Rồi. Vậy là chị thấy bản lĩnh lắm. Trước khi bấm nút thì em gái có đọc một câu thơ nào như trong hồ sơ em đăng ký, sẽ đọc một bài thơ nào tặng chàng trai không? Dạ có ạ. Đọc đi em. Tìm một người tôi muốn được ở bên, muốn lắng nghe từng nụ cười hơi thở. Dẫu thời gian hai mái đầu bạc tết, vẫn yêu nhau đến hơi thở cuối cùng. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Vừa tròn đủ luôn. Bây giờ có thể nắm tay nhau được rồi. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Đó, nụ hôn đầu tiên. Dễ thương lắm. Chúc hai em hạnh phúc nha. Rồi, lời ghê đi một về hai. Như thế là tốt rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết. Bây giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Vâng. Mời nhà trai. Đây, mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi ha. Cách nhau một cái hàng rào thôi, nhưng mà mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn. Mời em trai. Lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Chào cùng em. Bạn nữ bên rào và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Lê Văn Mạnh, em năm nay 36 tuổi. Em quê ở Nghệ An, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Em làm công nhân bên cơ khí ạ. Hình như em mạnh nhưng mà hơi yếu đúng không? Là em tên Mạnh nhưng mà nói chung là em cũng trong lòng hơi yếu. Rồi, thoải mái lên nha. Dạ, vâng. Thoải mái lên. Rồi, còn em nè. Dạ, em trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, chào anh trai bên cạnh. Dạ, xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Lan, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm lực lượng dân quân thường trực của xã và kinh doanh online các mặt hàng về thảo dược thiên nhiên. Em đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Em bây giờ chào thiệu theo kiểu mà dân quân tự vệ mình chào sao? Chào thì bây giờ là... Chào, dạ. Rồi, dạ. Bạn trai ơi,
Thấy người ta ở bên đây, người ta rất là xúc tích nè, rất là mạnh mẽ không? Dạ vâng. Coi mạnh, điểm yếu và điểm mạnh của em là gì mạnh? Dạ em về điểm mạnh của em là em người rất thật thà. Em biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Biết nấu ăn và không hút thuốc. Còn điểm yếu của em thì em cũng hơi ít nói, với em thẳng tính, với tính em cũng hay cằn nỉ. Thôi, em, bên đàn gái em, về ưu điểm của em á, thì em rất là hài hước, vui vẻ, tự lập. Và những công việc của đàn ông hay phụ nữ thì em đều làm được hết. Rồi, em có cái biệt tài gì không? Em thì có hay bói toán. Em là gọi là có duyên thôi. Chứ em cũng nói thiệt, mình làm nhà nước mà thực sự là em cũng là đảng viên. Nếu mà mình nói ra thì người ta lại là nói kêu mê tín dị đoan. Nhưng mà em thì nhiều khi cái linh cảm em nó tốt hơn người khác. Nhiều khi em đoán cái sự việc thì nó hay chính xác. Và cả con người cũng vậy. Cho nên người ta cứ hay thích tìm đến em và nhờ em tư vấn hoặc là xem ví dụ như vậy đó. Chị coi em anh của em ơi. Dạ. Chị sống sống thọ không hay là chị coi chị giàu không? Chị giàu đây, không em? Đây là thiên cơ bất khả lộ nha, nhưng mà em lộ chị cái đường sống của chị nha. Chị sống rất là thọ. Con người chị là có quý nhân phù trợ. Tại vì cái tâm chị rất là tốt. Dạ đây là em chỉ tiết lộ cho chị về cái phần về đường sinh mệnh của chị thôi nhá. Coi giùm chị có chuyện nào chị đẻ em. Anh ơi, cho anh. Bây giờ là rất có thọ rồi nha, tôi nói cho ông biết nha. Coi giùm anh được không? Thứ nhất là người nào có duyên với em mới coi được. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rảnh rảnh đi coi. Em, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Để em nói thật luôn. Vâng, ngày xưa là em đi học em cũng say nắng đứa đử hai anh. Nhưng mà em không vượt qua được chính mình. Làm sao? Tại vì kêu yêu đương mù quáng. Cái em tập trung đi học với đi làm thì tính em hiện như con trai mạnh mẽ nữa. Cái xong vô trong môi trường toàn là con trai không. Cái cuối cùng ra em ế từ đó giờ luôn à. Tức là em chưa có mối tình nào dạ, hả? Không ai làm em rung động được. Biết đâu nay anh mạnh anh sẽ làm rung động dạ, thì sao? Em cũng rất là mong là anh ở bên cạnh là có thể chinh phục được rồi, em rung động ạ. Anh mạnh lắm á nhờ. Dạ. Em có bao giờ em nằm mơ thấy hung một chàng trai nào đó chưa? Dạ, em thì ít khi nào mộng mấy cái đó lắm. Tại vì em nói thật em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á, mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi. Có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn thử coi có cảm xúc không. Em dạ. Giới tính em có rõ ràng không? Dạ em khẳng định là em thì mạnh mẽ tính nam. Nhưng mà em lại rất thích đàn ông. Có bao nào giờ em thấy nữ phơi ra rồi em thích không? Không, em không thích phụ nữ phơi. Em rất là thích trai đẹp. Ủa sao trai đẹp phơi quá trời mà em cũng không có? Tại vì nó khép lại, em vừa nhìn cái nó khép lại nó không cho em xem. Đừng khép nha Mạnh. Phơi luôn nha Mạnh nha. Em đang nói là trái tim. Ừ ok dạ. Bây giờ Mạnh là em có mấy mối tình rồi? Em mối tình chính thức thì một mối tình rồi, cũng kéo dài được hơn 4 năm. Chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay? Em cũng có quen rồi, xong em có hơn 1 năm thì em hỏi cưới. Nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng, cứ bảo là cứ chờ 1 năm nữa. Xong 1 năm nữa em lại chờ cứ vậy á. Hai đứa thấy không tiến tới được, xong em cũng chia tay. Rồi, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em diễn tả coi. Em thì muốn tìm một bạn nữ cao khoảng 1m52 đổ lên, tóc dài, không nhuộm tóc loè loẹt, không xăm hình. Giống chị Hồng Vân được không? Dạ chị. Ôi chào em. Giống chị Hồng Vân thì quá tuyệt vời đây. Ôi, sao thấy nó không vô đầu ta? Rồi bây giờ nói về tính cách thôi, coi có vô được miếng nào hay không nè. Biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ, chắc tôi nghĩ là có. Họ làm cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với chung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết. Giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Và biết kính trên nhường dưới. Có kính trên nhường dưới không? Dạ có ạ. Có đúng không? Hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà có không? Dạ có. Có luôn đúng không? Dạ. Vậy là ba cái rồi. Nói chung là tính cách là đầy đủ hết những cái gì em muốn. Rồi bây giờ hỏi em nè. Dạ. Em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào? Dạ bố em dặn rồi là phải là đàn ông. Đúng rồi, phải dạ. Là đàn ông. Em có là đàn ông không? Dạ, dạ chắc chắn là đàn ông rồi chị. Ok dạ. Đàn ông. Về ngoại hình thì nếu mà cao được 1m65 trở lên á thì tốt. Dạ em 1m62 chị ơi. 1m62. Ông ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy, mà vừa thì tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách
thì đầu tiên là phải điềm đạm. Chị thấy điềm đạm đó tự lập. Dạ em có tự lập. Đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh. Không có đâu em ơi. Không có đâu em ơi. Dạ. Và đặc biệt á là phải trung thủy. Rồi anh rất là trung thủy. Đây là lời nói quan trọng là sự chứng minh. Bạn yêu cầu em phải trung thủy đó. Và người đàn ông là phải cầu tiến. Tôi thấy là hai bạn này ở cái phần về tính cách á là rất là tương thích luôn á. Tương thích thì cũng không nhiều lắm nhưng mà bổ trợ cho nhau á. Chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có cầu được ước thấy đó. Chung là ngoại hình thì mình đề ra vậy thôi nhưng mà quan trọng là cái tâm hồn chị. Hey. Đó. Thành ra thôi bây giờ hỏi, người thân đi. Ha. Người thân đi em đi với ai? Dạ em đi với bác gái, em gái và cháu. Xin chào em xin Quyền Linh và Hồng Vân dễ thương. Nhận xét về bên đằng trai như thế này thì cũng thấy cháu trai này thì cũng hiền lành và cũng chân thật trong cái chương trình này thì muốn là nhờ ông Mai và Mối làm sao mát tay để cho hai cháu có cơ hội để hẹn hò và tiến tới xa hơn. Bố cháu đã ra chỉ thị cho nó là cho cháu là phải năm 30 tuổi là phải lấy chồng. Rồi cảm ơn đàn cha đàn gái. Bạn đi hôm nay em có đi với bạn thân em ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Về bạn gái thì ngoại hình như thế là ok. Nhưng mà quan trọng là hai bạn đến đây thì cho nhau một cái cơ hội mà mình làm quen. Và có thể tiến đến thì tốt và không tiến được thì mình cũng có thể làm bạn với nhau. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Rồi, bây giờ mình kéo rào nha, để hai bên gặp mặt. Mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Dạ, chào bạn. Đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Đây là bó hoa anh gói 9 bông tặng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và đây là một cái viết anh muốn nếu mà có duyên với nhau thì sẽ viết tiếp những cái chặng đường còn lại của chúng mình. Dạ, em xin cảm ơn anh ạ. Và em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ đây cái cây đèn song tinh dầu. Và khi anh làm về thì anh đốt cái đèn này lên thì có hương thơm rất là dịu mát và làm cho anh có một cái không có giấc ngủ rất là tốt. Dạ. Bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau nè. Rồi tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên gặp anh em thấy thế nào? Có xem bói được anh không? Nghe giọng nói của anh thì em thấy anh là rất là người đàn ông điềm đạm mà chắc là ít nói. Sau khi nhìn mặt anh thì em thấy là anh ưa nhìn và có thiện cảm, thân thiện. Cảm ơn em. Dạ. Còn anh thấy em thế nào ạ? Em rất dễ thương, xinh gái. Dạ. Em xin cảm ơn anh ạ. Thế em quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân với gia đình? Dạ. Đối với em á là tình yêu, hôn nhân thì phải có sự đồng ý, chấp thuận và yêu quý của hai bên gia đình. Và đặc biệt á, là trong quá trình tìm hiểu nhau á, thì em rất mong muốn á, là mình á, ví dụ như có những cái quan điểm, có những cái nhận thức hoặc là có những cái gì mà không hiểu nhau á thì mình phải tự giải quyết chứ đừng có đem người ngoài gây áp lực hoặc là gia đình mình để gây một cái áp lực cho mình. Anh cũng đồng ý quan điểm với em, với là anh cũng muốn trong tình yêu với hôn nhân gia đình thì thứ nhất là mình phải chân thành, với là phải trung thủy, thứ ba là phải biết nhẫn nhịn, với là chịu đựng được những cái điểm không tốt giữa anh hoặc là giữa em. Còn thì em cũng nói thật sự á, Em là rất là thích đàn ông. Nhưng mà tính cách em là rất giống con trai luôn. Có nghĩa là nếu không thích gì thì cứ nói thẳng, chứ vòng vo là em không hiểu. Nãy giờ chị nghe thì chị thấy một cái điều như thế này. Sở dĩ tại sao mà bạn này cho tới bây giờ bạn chưa có người yêu là bởi vì bạn tự lo cho bản thân bạn được, bạn làm tất cả mọi thứ. Dạ. Thành ra từ nãy giờ là bạn ấy chỉ muốn một cái điều là bạn muốn bộc lộ cái điều đó ra để cho em hiểu là nếu như chúng ta có tìm hiểu nhau mà em thấy được cái con người của bạn là như vậy thì em có ngại hay không? Là bạn ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh này không cần làm gì hết đó. Ý là như vậy đó. Vậy là quá khỏe rồi chị Vân. Quá khỏe luôn. Cho nên ý nói là anh làm sao cho cái tâm hồn em nó được thoải mái thôi. Và cảm thấy mình sống giống như người phụ nữ mới gọi là bị chinh phục ra. Đúng dạ. Đó. Em quên câu hỏi này em cũng chưa hỏi anh đó. Em từ nhỏ em rất là có trách nhiệm gia đình. Nhiều khi em rất là bỏ nhiều thời gian về cho nhà ngoại thì anh thấy có được không? Quan trọng là bên nội bên ngoại cũng phải bằng nhau. Nếu mà mình có
có cái tiến tới với nhau, cũng là hai vợ chồng á, thì năm nay anh ăn Tết nhà nội thì sang năm ăn Tết nhà ngoại, rất là bình thường, không có gì hết ạ. Nhưng mà anh là anh gốc ở đây hay là anh? Anh là quê ở Nghệ An, anh vào trong này lập nghiệp trong này, nhưng mà anh cũng mua đất ở Quảng Biên, cũng gần nhà em. Có đất rồi chắc ở đây rồi. Bây giờ thì mình giao lưu văn nghệ chút cho nó vui đi. Dạ, về đến chương trình em xin tặng bạn nữ với anh chị với quý vị giả một bài hát về quê hương xứ Nghệ của em. Dạ. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đường tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nàng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi, về đi em về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh xứ Nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm du xứ Nghệ nò ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, giờ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh, em thương thì theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Dạ xin hết ạ. Anh ạ. Em cũng hát thì không hay nhưng mà em cũng cố gắng tặng cho một bài ạ. Bài em cũng rất là hy vọng là em sẽ nợ ai đó cả thế giới. Vẫn biết anh đang kề bên mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyền bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để em đây được yêu mãi người, đừng rời xa em nhé người. Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công, em nợ những tiếng cười, nợ lúc anh quan tâm về em, nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mang đến em yêu thương đông đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em. Em nợ anh. Trời ơi, dễ thương quá à. Hay rồi, quá ơi. Thôi bấm được rồi đó Linh ơi. Thực chất á, hai bạn đều có cái duyên ngầm rất là dễ thương. Còn em á cũng bộc trực rồi thoải mái, và chắc chắn em sẽ tạo nên niềm vui trong cái gia đình nhỏ này. Còn bạn này sẽ chịu tất cả mọi thứ, có thể những cái áp lực bạn vẫn bình tĩnh như thế. Anh nghĩ là đây là một cái đôi mà có thể bổ trợ cho nhau, giống như lúc đầu anh nói. Đây, bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến giờ phút phải quyết định. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại kiểm tra xem nửa mảnh ghép này có thể cùng chúng ta ghép lại một đôi hay không. Tự con tim mình quyết định. 3 2 1 1. Cùng một lúc. Trời ơi, hòa nhiệt quá. Cái tim hòa nhiệt quá rồi. Đấy, lúc này có thể nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng bạn gái sẽ chủ động trong cái cuộc tình này đi. Mặc dù là yêu rồi nha. Ừ. Nhưng mà hồi hộp hơn bạn này. Bạn này tại vì khép lại thôi. Không khép lại không nha. Khép nha. Hứa đi, hứa với bạn ấy đi, nói đi anh sẽ không khép. Anh hứa với em là không khép. Bây giờ nè, thụ hôn đầu tiên. Cháu xin phép cô. Xin phép em nha. Sao cho rung á. Em đang rung từ để đếm rung anh, em rung đó. Thôi cố gắng tìm hiểu nhau, anh thấy rằng cặp này dễ thương đó. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cưng mà chỉ cần mở rào ra tôi cũng hết hồn bên đây liền. Nó đẹp lạ lùng lắm. Thì... đẹp mà lạ lùng lắm. Đẹp lạ lùng lắm. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi he. 10 năm yêu đương rồi. Cậu chỉ khuyên con là bây giờ lấy chồng á, biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bấy giờ Toshiba điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Mời bạn nam. Chào em trai.
Mời gia đình nhà gái. Em trai, mình giới thiệu về mình đi. Trước tiên em gửi lời chào đến anh Quyền Linh ha. Chị Hồng Vân, bạn gái ở bên kia. Thấy quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Lê Trung Tính, hôm nay em 30 tuổi. Lê Trung Tính, 30 tuổi. Dạ. Làm gì Tính? Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lốp xe. Ở đâu? Quận 10 anh. Quận 10. Dạ. Quê em ở đâu Tính? Dạ, quê em ở Bến Tre. Còn em? Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh với lại khán giả trong trường quay. Chào con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Hoài Dung ạ. Con năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng ạ. Hiện giờ con đang ở đâu? Dạ, con ở quận 9 ạ. Đúng, ở quận 9, ở quận 10. Một người quận 9, người quận 10. Mà xa. Bây giờ sẵn thì mình nói luôn nè, cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của con là chịu khó. Dạ, với lại cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Còn khuyết điểm là hơi khó tính với lại nóng tính. Cái nóng mà cỡ lớn nhiều nhất là làm gì? Cái đó nhiều khi mình nói ra, lời nói của mình á, làm cho người khác tổn thương. Tức là bằng lời nói chứ phải bằng hành động đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn ơi, bạn nghe không, bạn Tính? Dạ nghe, đang nghe. Nghe đó, người ta nói hết rồi đó, tới mình nói đi. Dạ, cái bên em á thì cái ưu điểm của em là siêng năng, ham học hỏi. Còn cái khuyết điểm của em là hay tin người hơi lố. Tin người hơi lố hả? Dạ. Có tiền cho anh mượn vài trăm hả? Cho mượn là lên là cho mượn liền đúng không? Đúng rồi, nói vậy. Mình nói chút xíu về tình trường của mình đi Tính. Dạ, em thì cũng trải qua hai mối tình anh. Hai mối tình? Một mối tình là thời học sinh. Mấy năm? 5 năm. 5 năm, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Nhưng mà yêu mấy năm á? Yêu cũng là 2 năm. 2 năm? Dạ. Là 7 năm yêu rồi. Dạ. Vì sao phải chia tay hai mối tình? Dạ, mối tình đầu tiên thì cũng chia sẻ là bạn gái đi lấy chồng. Rồi. Dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì bị người ta bỏ. Ta bỏ hả? Dạ. Rồi đàn gái mấy mối tình rồi? Con trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là kéo dài 7 năm. Còn mối tình thứ hai là kéo dài gần 3 năm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi ha. 10 năm yêu đương rồi. Tại sao lại chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên là quen từ hồi còn đi học sinh á. Xong rồi sinh viên cũng quen, nhưng mà khi mà đi ra làm thì tính tình mỗi người mỗi khác á. Xong rồi ảnh bỏ con. Ảnh bỏ con. Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là quen nhau cũng được, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nó khác. Hoàn cảnh gia đình là hai đứa tự động hay là đứa nào bỏ đứa nào? Hai đứa tự động. Hai đứa tự bỏ nhau hả? Dạ. Chứ còn không tin được là ai bỏ con á, con quá xinh xắn. Nói chung là trong tình yêu thì cũng không bao giờ nói trước điều gì ha. Rồi để cô coi thử nha, cô coi thử nha. Có duyên lắm mà. Chào cưng. Dạ, em chào chị. Một người rất có duyên và cái khuôn mặt này rất là phúc hậu. Cưng mà chỉ cần mở rào ra tôi cũng hết hồn bên đây liền. Nó đẹp lạ lùng lắm. Thì... đẹp mà lạ lùng lắm. Đẹp lạ lùng lắm. Linh ra đây, lạ đi ra đây. Đẹp mà lạ lùng luôn. Nói nghiêm túc, đi ra đây. Làm gì hồi hộp chứ. Tại vì đàn trai tôi qua tôi coi đàn mắt đàn gái cơ. Sao mà lạ lùng. Hú hồn. Trời cưng quá nha. Thấy không? Một cái nét đẹp nó rất là cổ xưa, thấy không? Nói chung là gương mặt này rất là lạ, dễ nhớ. Dạ. Nhớ nụ cười rất là tươi ha. Cưng thích cái mẫu bạn trai của mình như thế nào, nói cô nghe. Dạ, bạn trai là cao trên 1m65. Với lại cái bụng hơi bự bự. Cái bụng hơi bự bự đúng không? Cái bụng hơi bự bự, bụng hơi bự bự xíu. Có. Ừ. Sao lầm thì chưa chắc. Hồi lại. Gian à, nói nghe coi nè. Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Đó. Thiếu hai phần. Dạ. Ôi, không sao. Nhưng mà cái bụng hơi bự bự là có nha. Dạ. Nó bù, còn gì bù nữa lắp bằng cái sự chân tình, mộc mạc, dễ thương. Dạ. Thích hát nữa. Thích hát. Dạ. Biết hát không? Dạ, cho em cái đó em ca dở lắm. Ca dở kệ nó. Hát được là được. Đâu thử nào. Em ca bài Ta đi tìm em đi ha. Rồi. Một khúc thôi ha. Lớn lên khúc thôi. Hát hai khúc. Thành đô Lâm An, đại lý ta tìm nàng. Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa. Biển Kinh Tương Dương, lửa khói sáng đầy trời. Biết tìm em nó trốn nào. Thôi được rồi. Em ngay kế bên nè, khỏi đi tìm đi. Ừ. Nói chung là cũng có hát. Có tinh thần được rồi không? Ừ, dạ. Gì nữa? Còn gì nữa không? Con có thích đàn ông da trắng hay là da đen? Dạ, da ngâm ngâm rồi. Được. Đúng luôn, cái này thì đúng rồi đó.
Bây giờ đố đố bạn bên đây hình dung về một bạn nữ bên đây như thế nào theo cưng? Em hèm đón hả? Nếu mà nãy cái nói Nhân Vân có nói cái nét đẹp cổ xưa chắc cũng giống công chúa. Giống công chúa đúng rồi đó, đúng rồi đó, giống công chúa. Nhưng mà cái đó là đúng giống như cái ước mơ, cái suy nghĩ của cưng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với cậu với dì với lại bạn cậu bè đồng nghiệp. Rồi, xin mời đại diện gia đình có đôi lời chia sẻ. Kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào hai MC xinh đẹp, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào hai cháu. Em là đại diện cho cậu ruột của bé Hoài Dung. Cậu cũng thấy bên này cũng thấy cũng hài hước, mặt mày cũng vui. Thì còn tương lai của con sau này hạnh phúc thì cậu chỉ nói vậy thôi, còn con là tự con lựa chọn. Còn riêng quan điểm của cháu á, thì bé là rất chịu khó và đặc biệt là có hiếu với cha mẹ dữ lắm. Cậu chỉ khuyên con là bây giờ lấy chồng á, biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bây giờ nó chưa biết ăn chơi mà lấy về nó ăn chơi hơi khổ. Đúng không anh Việt Linh? Đúng đó, cái đó cũng đúng đó. Cho nên là cái gì cũng phải phân phân phải phải thôi. Theo ý mình là khó lắm ha. Cảm ơn lời chia sẻ với cậu. Cưng đi với ai nè? Tính dạ, em đi với bạn thân với mẹ em. Có mẹ à? Đây, dạ, có mẹ. Dạ. Dạ, ở đây em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái và quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với anh Tính. Thì em ở đây anh Tính á, ảnh rất là thật thà, chịu thương chịu khó. Trong tình cảm thì ảnh rất là chân thành. Và anh Tính ở đây thì cô gái đây thì em chấm rồi. Công chúa không? Công chúa không? Đúng công là chúa. Công chúa không? Để mẹ nói đi, mẹ cảm nhận xét nếu như bạn này là bạn gái của con trai mình thì mẹ thấy sao? Dạ, xin chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Dạ, thì mình là mẹ của Trung Tính. Dạ. Mình á, thật sự là ở dưới quê, nghe trai nó điện á, nó nói là nó tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ lên dự. Thì hôm nay mình lên là mình biết cái bé này nè, thì theo mình thấy á, thì cũng rất là thích, thấy nó ngoan với nó cũng dễ thương dữ lắm. Mình cũng muốn cho con trai nó có bạn á, để bậc làm cha mẹ yên tâm, có bạn cho nó vui vậy đó. Dạ, rồi thả nó tiến tới thì càng tốt. Dạ. Rồi vậy cảm ơn mẹ. Dạ. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Tính cười hoài nghe, tính có bộ răng đẹp quá à. Bắt đầu đi Tính. Dạ. Chào em. Rối là Tính rối liền, Tính rối liền luôn. Đấy, tặng em món quà ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn em ha. Dạ. Rồi giờ nè, khui quà đi, khui quà đi. Em cho anh hỏi cái cuốn đầu tiên là em tặng anh là có ý nghĩa gì không? Tại vì em đọc tiếng cuốn sách thì nó hay á. À. Dạ, với lại nó nói chung là nếu mà quen nhau hay là sau này có cưới nhau thì trong đây nó có tư vấn về tâm lý á. Nó chỉ mình luôn phải không? Dạ. Các em có muốn biết tại sao anh tặng em cái này không? Cái này là nước hoa hả? À, nước hoa. Dạ. Anh muốn em mỗi ngày đều xịt nước hoa là nhớ tới anh á. Dạ. Mình về ngồi ha. Đâu, dạ, cảm ơn. Không, con xịt thử có đúng cái mùi con thích không? Xịt thử coi, trời ơi cưng quá. Được không? Dạ. Được dạ. Không? Lúc nó nhỏ bằng tuổi tụi nó, người ta tặng tôi dầu dừa sức không? Không ai tặng nước hoa. Người ta tặng chứ. Ông hay là ông tặng người ta? Tặng người ta người dầu dừa. Cái cảm giác đầu tiên mà em nhìn thấy anh nó như thế nào? Có cái bụng nó bự. Hả? Cái bụng nó bự. Hóp vô, hóp vô. Ủa nhưng mà nãy con nói là con thích phải không? Dạ. Ờ, thích người ta thích. À, thích hả? Thích phình ra, à, phình ra. Đúng rồi. Đà. Thích có bụng. Nhớ mà, nãy nhớ cái bụng mà. Thôi. Như thấy cũng có cũng chững chạc, cũng có nói chung là cũng đẹp trai. Cảm ơn em. Em cho anh hỏi cái này ha. Dạ. Em ngày tháng năm sinh của em là ngày mấy ha? Dạ, em 3 tháng 9. 3 tháng 9 à. À, tại vì anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Hả? Nói lớn lên coi. Anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Sao kỳ vậy? Dạ, cái 5 tháng 10 gọi là hơi cứng đầu á. Ủa sao kỳ vậy? Khó chịu lắm, mấy người đó khó chịu. Sao biết năm tháng 10? Từng trải á, từng trải. Từng trải á, tức là hai người kia là ngày 5 tháng 10 hết hả? Có một người thôi. Dạ. Còn anh thấy em sao? Em nhìn rất là dễ thương. Nhìn là thấy cưng rồi đó. Cưng rồi đó, cưng quá cưng.
Bây giờ em ở quận 9 nè. Dạ. Công việc em làm đang làm ở quận 9 luôn. Em ở quận 9 nhưng mà em làm ở quận 2 á. Mình đang hỏi sao đó. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Của em là một khi đã quyết định mà quen á, à, là sẽ là quen nghiêm túc luôn. Ừ. Chứ mà ví dụ như mà em lúc đầu mà em không thích hay là gì đó thì không có cho cơ hội. Dạ. Và cái chuyện hẹn hò đi, nếu mà tụi mình bấm nút á, dạ, thì em muốn cái buổi mà gặp đầu tiên của mình nó sẽ như thế nào? Đi ăn đi uống bình thường thôi, đi cà phê bình thường thôi. À vậy ha, vậy dạ, cũng đơn giản ha. Con hỏi anh có, anh có ghen không? Chứ giờ mình đẹp á là mình sợ mấy người mà ghen dữ lắm, mệt lắm. anh có ghen không? À, anh có hơi ghen chút xíu. Nhưng mà anh có từng trải rồi nên anh biết phải làm như thế nào, phải ghét dạ, cái lời nói của mình á sẽ như thế nào. Với công việc á, nhiều khi công việc của em á, ví dụ như cũng có nhậu với công ty, đồng nghiệp hay sao đó, anh có thấy một cái nhậu, nhậu ít thôi chứ không cái nhiều. Tính chất của công việc mình phải chấp nhận, dạ, nó là như vậy. Tương lai mình tính sao, thế mà hai đứa tiến xa hơn thì mình ở đâu? Cái này... Nếu mà hai đứa mình cho nhau cơ hội á, dạ, thì em thấy khoảng bao lâu nữa là mình cưới được? Em thì nếu mà hợp với thì, tại vì ba mẹ cũng muốn á. Ừ. Thì nếu mà hợp thì năm này cũng được. Tôi cái hợp này nhau á là do hai tụi mình thôi, dạ, chứ không ai sinh ra mà hợp nhau hết. Dạ. Đó là như vậy. Nếu mà tìm hiểu thấy được thì cũng tiến tới cũng được. À. Tiền bạc thì ai giữ? Tiền bạc á, nếu mà hai đứa mình cưới nhau á, dạ, thì tiền bạc là em giữ. Rồi con cái quan điểm với con trai con gái thế nào? Em nói đi. Con thì đối với em là trai gái cũng được, có à, là mừng rồi. Dạ. Dạ. Mấy đứa? Em thì nếu mà kinh tế ổn định á thì tích 2 tới 3 tới 4 đứa cũng được. Mình thấy 2 đứa được rồi em. Dạ. Ừ. Bây giờ đó em bước tới, em nắm tay cô ấy và nói những cái gì đó mà em đang suy nghĩ và mong muốn điều gì đó để cho hai đứa có thể cảm xúc về nhau. Em hỏi, anh hồi học quá không biết nói gì. Mà thì ở đây thì cũng chưa có nói được nhiều. Mà quan trọng đó, cái thời gian sẽ chứng minh. Dạ. Mình sẽ làm như thế nào để cho bạn gái thấy cũng như em như là như vậy. Dạ. Rồi, ha. Từ một cái lần nắm tay nó có cảm giác an toàn không? Nói chung là cứ cho nhau cơ hội. Dạ. Dạ. Rồi, về vị trí đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bấm nút là trao cơ hội hẹn hò. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bà con, họ hàng, hàng triệu khán giả. Mình không thể dối con tim mình được nha. Con tim mình mách bảo thế nào mình cứ làm y như thế. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai đứa. Có fan đó, có fan dễ sợ không? Các bạn đó là rất mong hai đứa nhấn rồi, nhấn nút đó. Dạ. Họp với nhau, hai đứa nắm tay đi. Cái bạn này có duyên lắm á nha con. À. Ừ. Bây giờ nè, có cậu, cậu như là cha vậy đó. Rồi với mẹ luôn. Bây giờ em hứa đi, cậu với bên nhà mình đi, là bắt đầu xin phép tụi con hẹn hò với nhau từ bây giờ. Con có lời nói với cậu ha, cậu như cha mẹ. Bây giờ bắt đầu cho tụi con quen nhau. Con sẽ cố gắng để mà thể hiện cho em thấy là mình thương. Rồi sẽ tiến tới. Nói gì với mẹ đi. Nói em mẹ nói mẹ gì với mẹ. Con giờ con bấm nút là con cũng suy nghĩ nghiêm túc về, giống như là quen nhau là cũng có suy nghĩ nghiêm túc về á. Cũng mong sau này mà có, nếu mà được làm dâu của bác thì mong bác thương yêu. Mong bác thương yêu con. Nhìn bác hiền hậu lắm á. À, giờ xin phép cậu cho con bạn gái cái. Dạ, con xin phép cậu vợ cho con hôn em ha. Cậu mở có đồng ý không ạ? Đã, cậu mở có đồng ý không ạ? Nó dễ thương lắm á. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn. Bao nhiêu gốc cưng? Dạ, 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mừng mít luôn á. Mồm lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ, mít Thái. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây em kêu bé bự được nè. Gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng.
từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lớn. Trời ơi cá tính không? Dễ sợ chưa. Rồi chào hai bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh Nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Trời. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào em, quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy, cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ với em thì em cũng không ngại yêu xa. Tại vì nào giờ thì em thật sự là em chưa yêu ai bao giờ, nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái? Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm. Em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc. Cùng một lúc nhiều việc được đúng không? Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Thôi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng. Em hay chọc cười mọi người. Với lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác, nó ngược lại. Có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của em thật của em. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh điểm yếu của chàng trai nè. Dạ điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giờ được tiền. Giờ phải kiếm bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi khỏe có bằng cái kia được rồi thì... Rồi điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em là tính hay quên. Có nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ nhậu khoảng 60 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi có bạn mới nhậu thôi. Trong một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi hai tuần mới có ngày. Tao lo làm ăn mà 2-3 tuần mới có ngày không sao đâu. Mà 6-7 lon là chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa nhà em có trồng trái mít này hả? Dạ nhà em khoảng 2 công. 2 công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á. Mùi lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mít anh Linh thích ăn mít lắm. Ngon, mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào hết trơn á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương. Hồi em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó. Em nè, em dạ. Có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không? Mẫu hình của bạn gái của em, người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ cao từ 1m55 trở lên. Rồi có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến thì tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó. Thì chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nói cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé. Em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi. Còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ hơn kêu bằng bé. Còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây em kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia thế nào đây. Chào bé. Dạ vâng. Kêu bé bự cũng được. Bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại
em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư rồi, dư mỡ rồi, nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm, vừa vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc, chắc như hột mít vậy đó. Chắc ha anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Ừ. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Này không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Thôi, dạ, đúng rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á. Hay quá vậy ta, cũng đẹp lắm. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Dạ, em gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Ừ. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông báo với má sao ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn về má mới cho về. Chẳng những dẫn về mà còn vác thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Hôm nay anh có vác không mít luôn hả? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân. Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Đàn gái thì cũng tương đối. Hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi mình mới biết được. Chứ giờ mình chưa có biết được. Giỏi ý hai đứa đi ha. Rồi cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần. Tấn công tới tấp. Anh có món quà Dạ em cảm ơn anh, em cũng rất thích hoa. Mít rồi dè qua đây thôi, khỏi trao đó, dè qua đó. Em tặng anh đặc sản của em Tây Ninh, bánh tráng với muối tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là Tây Ninh, cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh, thì em dùng nó có ngon thì nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Anh có ship gì nữa không? Ship luôn người thà người. Dạ vậy được á anh. Em dạ. Sang lại tặng bông hướng dương. Em thích hướng dương, với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng như. Hai lắm. Bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á. Những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn trĩnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống, gần giống cái mặt em á. Nó cũng đều tròn giống cái mặt em á. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ, anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như trái mít là em cũng lo. Anh Linh á. Ai nói mập đâu, nói bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu thôi mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi vậy. Rồi bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1 tới 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi, ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á. Giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới còn. Anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất. Cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm. Em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, những phút giây thật tuyệt vời, là ngày anh bên em không chút ưu phiền,
từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh rung quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu dù đến với mình không? Dạ có, tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Còn chuyện cô gái bấm hay không, chúng ta chờ câu trả lời nha. Dạ. Vân không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị. 1 2 3 Wow. Rồi, nắm tay đi, chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bạn gái cho con được quen chào. Chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói với bác kìa, nói một vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Trời ơi. Mạnh mẽ lắm, dán tóc rồi á mới hung, chứ còn không có nhiều người rối á cái hung qua tóc luôn rồi đâu có phải là hung đâu. Đúng rồi, hung qua tóc nó nhọt nó mũi dữ lắm. Chúc mừng các bạn. Dạ ơi. Rồi, chúc em hạnh phúc. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi. Hiện nha, tại bạn là trai em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Cho, có chủ nghỉ em rồi. Ơi, thôi. Vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá Linh á. Đúng rồi, đơn giản thôi. À, tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi, rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm, là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về gì đúng không? Dạ. Rồi, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cẩm Hồng như. Tô Cẩm Hiền. Tô Cẩm Hiệp nha, ừ. Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. À. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Tâm giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. À học y sĩ. Tức đó, là thua bác sĩ một cấp thôi đó. Dạ đúng rồi ạ. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi. Hiện tại là trai em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Cho chủ nghỉ em rồi. Ơi em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ một bữa. Dạ được anh. Vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. Đơn giản nữa, không phải như, đi công viên hẹn nhau cỏ. Ở nhà nghỉ. Ủa, công viên người ta nghĩ kỳ cỏ quá, nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu. Chung em mà hơi bề hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ.
Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á, mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp, nên phải dừng lại. Dừng lại bao lâu rồi em? Dạ khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi. Dạ. Bạn trai thì sao nè? Dạ em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay. Dạ. Của em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ có. Trời nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm, là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ừ. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về chi đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn, cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em, em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu? Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu, lượng rượu rất là cao. Sợ về làm ghế được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc, chứ không phải là trời biết nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu. Rồi từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Rồi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, xì xào vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Thôi thì coi cái coi đàn đi, đàn đáp ứng đi. Được nhu cầu của em hay không? Sao quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, Ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy hả? Giá nhiêu phòng cưng? Trời anh là ở miễn phí. Trời ơi thấy chưa? Chút gì cái giá miễn phí liền. Dạ, dạ. Đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho anh. Anh hay đi quay đây đó xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút nữa. Rồi tôi ngó bên đằng trai. Ngó đi, ngó đi. Chơi gì? Nãy giờ dạ, khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? À, nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được 10 mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm, bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi, rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á. Nhà cửa khang trang ở dưới quê là ôi, cũng cảm được ơn má rồi nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó. Quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi, dạ em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai. Chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chanh nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra là em tặng cái gì Hiệp?
chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Vậy dạ anh tặng cho anh nước hoa gu xì chị. À gu xì là đúng rồi ha. Dạ rồi. Dạ em cũng rồi, thích bây giờ tới đưa cho Hiệp, Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hamed em tự làm ha, nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Dạ, tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe. Dạ anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ. Đừng đó, tô màu đen là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi nhiều thẩm mỹ lắm, nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Dạ. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ, ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh nhìn cho em chứ đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy, nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu nha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm, nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới thì ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau, thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Thí dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. À, qua cây cầu là tới bên gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút. 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Vậy em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Chỉ là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho xin được nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chết anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời bài nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tụi em sáng tác rồi. Có gì ông hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, lúc đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng gửi ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để rung quá. Rung quá, hồi hộp quá. Dạ. Không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ làm sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. Còn đây nợ đôi ta tạo thành xin hết. Rồi. Đó, mong bây chàng giờ... rễ hiền đó, rễ hiền để ngoan bây giờ... đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi thôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì âu đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha, chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi, hết thời gian. Phải duyên chồng hơi. Vợ ha. Ngàn phải duyên năm chồng em vẫn chờ. Vợ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị. Chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi.
Bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem, và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó, con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ, con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiến xa hơn cô ha. Chứ làm thủ tục hôn nhau cơ nè, nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó, ông đừng có quên của nó thôi. Không làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè cơ nè. Đâu mô này anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má, ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Là phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dạ, thường đến là bây giờ hôn má em. Dạ, một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc và đây, chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, bước với nhau bước. Cứ với em là anh đi mãi con đường. Dễ thương lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên lắm đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vì không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha.